lùng rồi này. Con này nó chỉ to lắm chứ con này. Con chó con xấu đen xì xì kia nó vài 5 triệu. Cái này ăn đắt như này đâu, bán 2,7 với 2,8 thôi. Nó mà hàng này nó ăn xịn đấy luôn. Vàng nó đẹp cái đuôi vậy. Nhà này nó báo rồi, con này nó nhanh. Ôi giời, con nó bảo trộm nóc đấy, con vô tư. Con thả tổng lắm. Không, em ấy anh lấy em 2,6. Được 1 tháng chưa? Con này gần 3 tháng rồi. 3 tháng hả? Xem răng nó dài ra thế này rồi. Gần 1 tháng là sao có chó này? Ủa, có con. Con này sủa. Cái dòng phốc này trông nhà rất tốt. Kể cả nhà mà có rán, có chuột nó vào nó đuổi sang thì thôi rồi. Mặt nó buồn đấy. Nó buồn ngủ đi, ai ngủ dậy, nhà mình ngủ dậy còn buồn. Chúng ta nhìn chó là thật ra chó cho đây con nào cũng một lúc là ngủ. Nó buồn ngủ ấy, về nhà người bé yêu nhỉ. Ê, chó to đùng ra đây còn nằm ngủ hết. Con này nó còn có mà lông mày đi châm vào đầu đi mũi đúng. Con làm thế kể cả chó trưởng thành. Uống nước nó vào uống nước. Mua đi bác ơi. Con kia nó bắt ở đây, cái con là mình mua ở con Hà, nó bắt một con đấy. Cái ông mua của cháu cho vợ ông mới đẻ, bây giờ là ông mới bán đi. Còn mua làm sao được, cái con này giá 2,6 triệu này. Không bao giờ mua được. Thì con nhất đẻ ở nhà một lần phối cũng được 1 triệu rồi. Người ta mang mèo cá đến phối được 1 triệu rồi. Đây có được hả chị? Phối lấy được đấy. Đây có được hả? Đây con được là một lồng. Thay lồng. Thay lồng nào chưa đây? Đang thay lồng mấy chị ạ? Đang thay lông. Thay lông xong rồi lông nó dài ra nữa. Không, thay lông là lông như thế này luôn. Đã bảo là nó thay lông cho nên là người ta mới bán. Mèo này mèo còn non, nó thay lông còn người ta mới đẻ ra xong mới đẻ con. Thay lông thì lông nó đẹp lắm, lông nó xanh biếc luôn. Nó bảo là thôi em ơi em bán cho anh. Nó bảo là bán 2,5 triệu thì em bán 2,6 triệu, em được đúng 100 của mọi người. Nói thẳng như thế thôi nhanh. Tiền luôn ôm nó nếu mà sập sừng, nếu mà người biết chơi chó thì cái bộ mắt đã đủ tiền rồi, nhiều tiền. Go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nó thoải mái hơn. Thuần thoát luôn mà. Gặp nó thuần cái này chứ không thì đâu. Ngoan luôn. Hả? Đang ngồi đấy. Đồ này. Đang chở chó mèo. Mới chở gà xong, anh cũng không ăn cái gì. Thật thì số người ở nhà luôn, người dám nói luôn. Đồ này. Đây. Cái được cái được cái con trắng này là đúng thái chỉ đâu à, bên là Thái Bình, cái Thái Nguyên chẳng hết gì xóa thực tế thế. Tôi thấy là thằng này chở nó vàng nó có những người người ta đến đấy. Ừ. Thì chắc phải đi ở ngoài đường. Nó đứng ở ngoài đường. Mà cứ ở quanh đây là con chó nó phải vào đây. Cái dãy này là dãy của đám chó. Nào cũng quanh đường. Có nhạc kìa. À, ngoan cục. Không có sạch sẽ này, bòm của nó này, xô có ra bò sữa, tiếng con này hơi hiếm đấy. Con này còn đắt tiền hơn không? Đẹp hơn, đẹp này mà, ngoan cực. Đẹp lắm cho bắt cả đôi đi, bắt cả đôi đi một đục một cái, chó là ta phải điểm màu mà. Một cái. Nếu mà cái con này nó nông còn tốt nông cơ. Đây là mèo mướp mình, cái này còn màu chắc nông rồi nó khác. Cái chất nông này nó về em nuôi nó đẹp lắm.